anh em ơi, ngát là cái ông lao đây. Ôi, lao nghe anh em. Đó, con đầu tiên. Con đầu tiên. Cắt mẹ nè. Ở đây. Rồi. Mẹ rồi. Ê, giật.
Trời ơi đủ mẹ. Đâu cái vợ có vợ xúc miệng nữa. Còn lại một hồi luôn. Tết tết tết. Tết tết giảm rồi. Ấy con. Phải con nghe nó đó. Vô. Mày mày. Cú này cũng mới. Cái này đi câu thôi cái này. Cái này đủ mẹ. Đủ đủ cái này lộ lại chứ mình chứ. Một thả á. Xuống đây rồi. Cô kia nhỏ hơn. Ê, cô kia có chút xíu hả? Nhỏ hơn mẹ chút. Để mà nó lộ lại nó kiếm mình chứ. Đây cô mới. Chút chút rồi. Rồi. Đúng rồi. Mẹ những cái gì nghỉ nghỉ chứ hả? Đi kiếm cá để thấy làm gì được một chiếc cá nữa vậy. Đó còn chiếc cá nè. Rồi lót đi kia. Mình vừa thấy chứ không. Tao cũng quản hộp với chiếc đồ tôi giận cho lẹ chứ đi vụ. Đây. Để nó con rẽ qua lại kiếm mình. Con nãy nhỏ xíu à, nhỏ hơn thì nè. Nhỏ hơn chút. Nhưng mà nó mua thì anh cũng không hết. Đồ nó còn mọi nguyên luôn tại khúc này. Sống luôn. Ê chắc. Cá cá cá. Cá. Ôi tui lừa đưa. Mê 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 mê. Mê. Yo yo. Lê. Vô rồi. Rồi nó muốn nghe bút cái chắc tướng. Không đi đâu. Rồi, hết hồn. Phèn nữa nè. Cắt dở. Không làm anh em ơi. Ô, vô mảnh nữa. Em cắt lưỡi anh. Cái thầy nhỏ hơn con đó. Tại vì em thử em tính sắt mà. Cá tính sắt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ nó quấn cái sợi dây neo vô chân vịt. Hả? Chúc anh chị em xem video vui vẻ nha. Rồi, xin chào anh chị nha.